Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 2 mùa vọng 5C Thánh Vịnh 125. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 125, một sáng tác của nhạc sĩ Viễn Sứ, Chúa Đã Đối Xử Đại Lượng, và một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân, Lớn Lao Việc Chúa Làm. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Tôi dường người
trong giấc mơ, lòng mừng chất ngơ và miệng tôi vang vọng tiếng cười, lưỡi tôi ca ngợi khen ngợi rộn ràng nơi nơi. Chúa đã làm cho chúng tôi biết bao điều lớn lao và lòng tôi ngập tràn hạnh phúc chứa tràn niềm. Dân khắp nơi đồng thanh xôn xao một lời, Chúa làm cho tôi biết bao điều thật là lớn lao. Người hằng tiếp đãi phận bày tôi theo lượng hái hà, chúng tôi trong niềm hoan lạc nhộn nhàng câu. Chúa đã làm cho chúng tôi biết bao điều lớn lao và lòng tôi ngập tràn hạnh phúc chứa tràn niềm vui. Xin Chúa mau vẫn xoay cơ may cuộc đời như dòng xuôi mát dẫn đưa về miền khô hướng nam. Bước lệ sau vương gieo từng giống hạt, đến sau thu gặt trong niềm rộn ràng hân hoan. Chúa đã làm cho chúng tôi biết bao điều lớn lao và lòng tôi ngập tràn hạnh phúc chứa tràn niềm vui. Trong khóc than người đi thương đau ngập tràn, tay cầm bông lúa chính tay người chùm hát lúa reo. Ngày về sẽ đến người nặng mang vai đầy lúa vàng, bước đi trong niềm huy hoàng nhịp nhàng ca. Làm cho chúng tôi biết bao điều lớn lao và lòng tôi ngập tràn hạnh phúc chứa tràn niềm vui. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 2 mùa vọng 5C Thánh Vịnh 125. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.